Xin chào anh chị em. Mới sáng thôi, mới 4 giờ 50 mà trên phòng Zoom của chúng ta đã full 1.000 người rồi. Toàn tiếp tục chúng thầy livestream của fanpage để anh chị em chia sẻ cái livestream để cho những anh chị em ở bên ngoài có thể nghe được cái chương trình ngày hôm nay, xem được cái chương trình ngày hôm nay. Thưa anh chị em, một cái chuỗi hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an của chúng ta trong cái buổi sáng xây dựng cái hệ thống thói quen để thịnh vượng và bình an. Tôi rất là biết ơn anh chị em đã ủng hộ cái chương trình này. Anh chị em đã rất nhiệt tâm, rất nhiệt thành và rất mong muốn cùng đồng hành cùng với nhau trên cái trường đại học cuộc đời để chúng ta cùng với nhau nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội. Thì trên cái hành trình khởi động một cái chuỗi chương trình, một cái chuỗi ngày để chúng ta cùng với nhau là những người yêu giáo dục, là những người mà yêu cái giá trị sống, là những người mà yêu những cái cuộc sống có ý nghĩa, chọn giá trị sống để sống có giá trị. Tôi rất là biết ơn anh chị em đã cùng đồng hành với tôi, đã cùng chia sẻ, cùng yêu thương, cùng lan tỏa và cùng có một cái nhìn mới để chúng ta có những cái chuỗi ngày mới hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Biết ơn anh chị em, chúng ta cùng với nhau đi trên một cái hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Thì hôm nay là một ngày cũng rất đặc biệt. Buổi sáng thứ năm thì dành cho cái chủ đề về giá trị sống. Và tôi cũng biết ơn em Mai là học viên của tôi từ cái chương trình F1 bắt đầu từ mùng 1 Tết. Và từ những ngày đó thì Mai đã yêu cái cộng đồng Stabilization bởi những cái giá trị sống của nó. Và Mai chia sẻ với tôi rất là nhiều về cái trắc ẩn của công tác xã hội, về cái lòng trắc ẩn của giá trị sống trong học đường. Và thế là cái ngày thứ năm trở thành cái ngày giá trị sống của Mai và những anh chị em làm công tác xã hội. Và bây giờ xin mời sự điều phối và sự dẫn dắt của em Mai, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội ạ. Xin mời em Mai. Xin kính chào, cảm ơn thầy Thái ạ. Xin kính chào thầy Thái và kính chào các thầy cô, các anh chị em trong phòng Zoom ạ. Xin hỏi là mọi người nghe em nói có rõ không ạ? Nghe rõ em. Dạ vâng. Vâng, thật là tuyệt vời khi mà mỗi một buổi sáng thì chúng ta lại thức dậy trong một cái không khí đầy năng lượng như thế này và chúng ta lại biết ơn cuộc sống, biết ơn những cái giây phút mà chúng ta được ở bên nhau, được cùng nhau học tập, được cùng nhau nâng tầm giá trị, nâng tầm trí tuệ, tăng giá trị và cùng nhau để đồng đồng lòng để phụng sự cộng đồng. Và trong một cái chuỗi hành trình mà chúng ta cùng đi tìm kiếm những giá trị tốt đẹp, chúng ta cùng nuôi dưỡng và phát triển những giá trị tốt đẹp để cùng đem lại cuộc sống an vui cho tất cả mọi người. Thì trên cái bước đường đó, chúng ta cũng cần nhận diện những cái yếu tố rào cản mà có thể làm cản trở cái sự phát triển của cá nhân, của xã hội. Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm trước của thầy Trần Đình Tuấn thì chúng ta cũng đã được biết rằng là tôn trọng sự đa dạng là một trong những cái giá trị rất là tốt đẹp để giúp cho tất cả mọi người đều có thể được phát triển tiềm năng sẵn có. Và ngày hôm nay thì chúng tôi nhóm đang thực hiện những cái hoạt động trong công tác xã hội. Chúng tôi sẽ cùng nhau để chia sẻ với cả các quý thầy cô, các quý anh chị một cái chủ đề mà cái chủ đề này thì nghe cũng rất là lạ. Ngày hôm qua cũng đã có rất là nhiều anh chị có nhắn tin và hỏi rằng là ồ sao cái chủ đề này nghe nó lạ tai quá. Đó là định kiến giới. Vâng, định kiến giới trong giáo dục. Và cũng có anh chị thì cũng đặt ra một cái câu hỏi hỏi tại sao là định kiến giới trong giáo dục mà lại không phải là định kiến giới trong nhiều các những cái lĩnh vực khác, bởi vì trên thực tế thì là định kiến giới có thể xuất hiện ở rất là nhiều các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng được và cảm thấy thực sự là hạnh phúc khi mà chúng tôi có cơ hội được ở nơi đây để chúng tôi cùng chia sẻ với các anh chị cái chủ đề này. Và hôm nay thì cũng là một cái cơ duyên rất là tuyệt vời để cho chúng ta có thể được làm quen với một cô giáo cũng đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người sẽ đồng hành cùng với tôi để chia sẻ với các quý thầy cô anh chị về cái chủ đề này. Và chúng ta xin được chào đón cô giáo tiến sĩ Nguyễn Lê Hoài Anh.
Cô Thùy Hoài Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực về giới và phát triển, và cô cũng đã được đồng hành cùng với rất là nhiều những nhà trường, những cán bộ mà đang làm việc trong cái lĩnh vực giáo dục, để có thể nâng cao nhận thức cho mọi người về sự đa dạng, về những cái ngôi trường hạnh phúc, về cái sự tôn trọng tất cả mọi người, để ở đó tất cả mọi người trong cái ngôi trường này đều được có một cái cuộc sống an vui. Và tôi xin trân trọng được giới thiệu cô Nguyễn Lê Hoài Anh ạ. Vâng, xin mời cô Hoài Anh ạ. Vâng ạ, em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới thầy Nguyễn Công Thái, tới toàn thể quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị có mặt trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, lời đầu tiên thì em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe, và đặc biệt đó là truyền tất cả những cái năng lượng tích cực nhất, những năng lượng tốt lành tới toàn thể quý thầy cô, các anh chị và các bạn có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Em nói thật sự đó là lời đầu tiên em rất rất là biết ơn thầy Nguyễn Công Thái đã tạo điều kiện, đã luôn luôn tin tưởng và giao cho chúng em một cái trách nhiệm một rất là to lớn để có thể chia sẻ những cái giá trị tới cộng đồng. Và đặc biệt em cũng rất cảm ơn chị Mai, người đã luôn luôn dẫn dắt và tạo điều kiện để chúng em có thể chia sẻ và có thể đem tới những cái giá trị cho cộng đồng. Hôm nay thì đúng là cái chủ đề mà chúng ta nói với nhau đó là định kiến giới trong giáo dục. Và như chị Mai nói đó là tại sao lại là giáo dục? Vậy thì nó có phải hẹp quá hay không? Khi mà chúng ta nói giáo dục thì nó có thể nói theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Nếu mà giáo dục theo nghĩa rộng, đó là tất cả những quá trình mà chúng ta có thể truyền tải, đưa những cái thông tin, những cái kiến thức đến với nhau. Đó chính là một cái giá trị mà cộng đồng SE của chúng ta hướng tới, đó là nâng cao cái trí tuệ của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu như trong nghĩa hẹp thì có thể chúng ta sẽ coi đó là giáo dục, đó là cái quá trình ở trong nhà trường, đó là cái quá trình, cái môi trường giáo dục cho cái môi trường học đường. Và đó cũng sẽ là cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau ngày hôm nay. Như tất cả các thầy cô, các quý anh chị và mọi người cũng đã biết, thì thực hiện mục tiêu hướng đến sự bình đẳng, bác ái, mục tiêu hướng tới sự công bằng cho tất cả mọi người, thì đó là những cái giá trị tốt đẹp bao ngàn đời nay. Và đặc biệt hướng tới sự bình đẳng giới thì đó cũng là một cái trong những cái mục tiêu thiên niên kỷ mà toàn thế giới của chúng ta đều hướng đến để thực hiện. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng đang trên con đường này. Việt Nam của chúng ta cũng được biết và được đánh giá tới đó là một trong những quốc gia có cái sự phát triển rất là nhanh để thu hẹp cái khoảng cách về giới trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên thì trên cái chặng đường này thì cái sự bất bình đẳng hay những cái sự định kiến về giới, những cái sự bạo lực về giới thì vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vậy thì sự định kiến giới nó gây ra những cái rào cản như thế nào, gây ra những cái sự bất bình đẳng như thế nào, và vì sao chúng ta cần phải xóa bỏ cái sự định kiến giới để hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, đem lại hạnh phúc và niềm an vui cũng như sự bình an cho tất cả mọi người. Và đối với chúng ta dù là người da trắng, người da đen, dù bất cứ một dân tộc, bất cứ một độ tuổi nào, đúng không ạ? Dù bất cứ một thành phần dân tộc nào, thì tất cả chúng ta đều có mang, khi sinh ra thì chúng ta đã có một cái giới tính của mình. Và hôm nay khi nói về định kiến thì chúng ta sẽ quay trở lại với những cái thông tin, những cái giá trị rất là bản thể, tìm hiểu về con người của chúng ta. Vâng ạ, và bây giờ thì có lẽ rằng là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng đặt ra với nhau về con người, về nam giới, về phụ nữ. Đúng. Vậy thì xin một câu hỏi dành cho toàn thể quý thầy cô ạ. Và trước tiên thì em xin phép được chia sẻ cái màn hình của chúng ta đã. Biết là em nói như vậy thì mọi người nghe có rõ không ạ? Nghe rõ rồi anh ơi. Dạ vâng. Dạ em cảm ơn thầy, em cảm ơn chị ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên muốn dành tới và gửi cho tới các quý thầy cô, các anh chị và các bạn là vậy thì khi chúng ta nói tới một người phụ nữ, một người nam giới, một người trẻ em trai hay là trẻ em gái thì cái đặc trưng, những cái dấu hiệu điển hình nào và mọi người nghĩ tới khi nói tới hai cái giới tính này của chúng ta? Vâng, đầu tiên ạ là về một người phụ nữ và một người trẻ em gái, thì khi nói tới phụ nữ và trẻ em gái thì mọi người thường nghĩ tới những cái đặc điểm nào là đặc trưng, là điển hình nhất, có thể về mặt cơ thể, về mặt sinh học hay là về mặt tính cách, về mặt đặc điểm, về vai trò, về vị trí ở trong xã hội, thì mọi người sẽ thường nghĩ tới những điều gì ạ? Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng comment được không ạ? Vâng, mọi người nghĩ gì ạ? Yeah.
Chúng ta sẽ cùng xem. Vâng, nói về tâm sinh lý, nam giới thì con trai làm việc lớn, còn phụ nữ thì làm những việc nhẹ nhàng. Phụ nữ thì có một cái vẻ đẹp, sự dịu dàng. Phụ nữ thì thường yếu đuối ạ, dịu dàng. Có thể liên quan đến các cái ngành nghề khác nhau giữa phụ nữ và nam giới. Phụ nữ là để yêu thương, vâng đúng rồi ạ. Phụ nữ là để tóc dài. Nói tới các bộ phận về mặt sinh dục, tóc. Nào trong khi đó thì có cấu tạo về cơ quan sinh sản để có thể biết mình là trai hay là gái. Phụ nữ thì có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc ạ. Không biết thì nam giới có thể làm được như vậy hay không. Phụ nữ thì rất nhân hậu, bao dung. Dạ vâng, rất là nhiều các cái đặc có khả năng sinh con ạ. Dạ rất tuyệt vời. Nam thì có 7 khiếu, nữ thì có 4 khiếu. Nữ giới thì mềm yếu, dịu dàng, có thiên chức là mẹ, rất là nhẫn nhịn và là phái yếu. Vâng, như vậy chúng ta thấy phụ nữ làm việc cho gia đình. Vâng. Và cần sự chở che của người nam giới. Vâng ạ, rất nhiều những cái thông tin, những cái hình mẫu khi mà chúng ta nói về một người phụ nữ đúng không ạ? Vâng, về mặt hình dáng cũng như là về mặt tính cách, về mặt đặc điểm. Thế còn một người nam giới thì sẽ có những đặc điểm như thế nào ạ? Có những đặc trưng như thế nào là rất điển hình khi nói với một người nam giới ạ? Thì mọi người sẽ nói tới điều gì ạ? Đây nào. Nam giới thì khỏe mạnh hơn. Dạ vâng. Mạnh mẽ, dạ. Rất khỏe mạnh, cường tráng, quyết đoán. Nam giới thì rất tự do, rất uy lực và rõ ràng. Có tóc ngắn này, giọng nói thì khác, ồm hơn, ồm hơn đúng không ạ? Là cốt lõi của toàn gia đình. Rồi, ít nói hơn, làm việc lớn, là trụ cột, là người quân tử, rất nóng tính và gia trưởng, cứng cỏi và quyết đoán. Luôn về cơ bắp thì rất là phát triển đúng không ạ? Vâng. Mạnh mẽ, trụ cột, luôn luôn là những người che chở, ga lăng nữa, đúng rồi. Rất mong chờ điều này người nam giới. Cương trực, rất trách nhiệm, dạ. Là nghĩ lớn và làm việc lớn. Vậy thì chúng ta thấy không ạ? Qua một vài các cái đặc điểm mà tất cả chúng ta đã vừa liệt kê ra, khi chúng ta soi lại bản thân mình, so về hình mẫu của mình, một người nam giới và một người phụ nữ, chúng ta sẽ rất là khác biệt giữa người phụ nữ và người nam giới của chúng ta đúng không ạ? Vâng, vậy thì một người nam giới hay là người phụ nữ thì chúng ta thấy qua tất cả những cái đặc điểm mà mọi người vừa mới comment vào ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có thể phân ra hai cái nhóm đặc điểm. Thứ nhất đó là những đặc điểm về mặt sinh học đúng không ạ? Đó, như các thầy cô, các anh chị cũng đã vừa comment cho thấy là nữ giới thì cái hình dáng là nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Có cơ quan sinh dục là nữ, để nhưng mà nam giới thì lại có cơ bắp rất là phát triển, cường tráng, có sức khỏe, sức mạnh, đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ nếu vừa nói về các cái đặc điểm sinh học mà đặc trưng riêng cho người nam giới, thì ngoài có cơ quan sinh dục khác nhau giữa phụ nữ và nam giới nữa, thì chúng ta thấy rằng sẽ còn có những đặc điểm mà riêng chỉ phụ nữ mới có. Ví dụ như là gì ạ? Phụ nữ có khả năng mang thai, phụ nữ có khả năng sinh con, đúng không ạ? Vâng, có ba vòng rất là đẹp, đúng không? Là cái sự thu hút. Rồi ạ, trong khi đó thì nam giới thì có sức mạnh, khỏe mạnh hơn, cơ bắp phát triển hơn. Vâng, luôn luôn có một cái cục yết hầu rất là rõ ràng, đúng không ạ? Để phân biệt. Và do vậy thì cái giọng nói cũng ồm hơn, trầm hơn so với lại nữ giới. Và chúng ta thấy rất là nhiều những cái đặc điểm khác biệt. Về mặt sinh học nữa thì chúng ta thấy rằng là nam giới thì có hormone là gì ạ? Hormone sinh riêng của nam giới thì đặc trưng tạo ra những đặc điểm của người nam giới sẽ là gì ạ? Các thầy cô, các anh chị có biết không ạ? Nào, hormone gì giúp cho tạo ra cái sinh lực của người nam giới, tạo ra những cái đặc trưng riêng của người nam giới như mọi người nói? Vâng, rất là tuyệt vời, đó là hormone testosterone đúng không ạ? Vâng, và trong tất cả rất nhiều các quảng cáo nói rằng đó là những hormone giúp cho một người khỏe, hai người vui. Hormone nam giới, đúng rồi ạ. Thế còn nữ giới thì sao? Nữ giới thì có hormone là gì ạ? Nữ giới có hormone, vâng, chính xác ạ. Vâng, chị Hoài Nhơn nói rằng là nữ thì có estrogen, đúng rồi ạ. Nhưng mà nữ giới chỉ có một hormone thôi ạ, estrogen. Vâng,
À đúng rồi, à, trong nữ hay là nam đều có hai cái loại hormone nhưng mà cái tỷ lệ nó khác nhau. Hôm trước cô Ngọc của chúng ta cũng đã nói rồi đúng không ạ? Vâng, và nữ giới thì có với nam giới là có hai loại hormone đó là estrogen và progesterone, bởi vì nó còn liên quan đến cái đặc điểm về mặt cái thiên chức là mẹ có khả năng mang thai, có khả năng sinh con và liên quan đến việc tiết sữa để nuôi con bằng sữa mẹ đúng không ạ? Vâng, đấy là về mặt hormone đúng không ạ? Thế còn nữ giới thì có nhiễm sắc thể là gì ạ? Điều nào đã được hình thành ở cặp nhiễm sắc thể số 23? Vâng, đó là nữ giới thì đó là XX và nam giới là XY đúng không ạ? Vâng, thế vậy thì việc sinh ra một đứa trẻ trai hay là trẻ gái thì là do ai quyết định ạ? Do ai ạ? Do bố, đúng rồi, do người đàn ông quyết định đúng không ạ? Bởi vì mỗi nam giới mới có cái Y thôi ạ, để quyết định tạo ra cái đứa trẻ đó là giới tính là nam. Thế nhưng mà tại sao mọi người cứ hay nói là khi mà đẻ mà phụ nữ mà đẻ mà ra toàn con gái thì thường đó là phụ nữ không biết đẻ ạ? Thế thì ai mới là người không biết đẻ ạ? Có phải là phụ nữ không ạ? Phụ nữ chỉ có XX thôi ạ, mà nam giới mới là người quyết định XY, nhưng mà lại luôn luôn nếu mà đẻ ra toàn con gái thì nói rằng đó là phụ nữ không biết đẻ. Vâng, do định kiến, rất chính xác. Do sự gia trưởng, dạ đúng rồi ạ. Và ngoài ra thì có do rất nhiều yếu tố khác nữa, đúng không ạ? Và đó chính là cái điều chúng ta nói với nhau ngày hôm nay đó. Vâng. Đó. Như vậy thì các cái đấy là những cái đặc điểm về mặt sinh học, đúng không ạ? Như vậy là sinh ra thì nam giới và nữ giới của chúng ta đã có những cái đặc điểm về mặt sinh học hoàn toàn rất là khác nhau, đúng không ạ? Thế nhưng có phải đó là cái điều tạo ra cái sự khác biệt trong những đặc điểm về vai trò, về tính cách của nam giới và nữ giới không ạ? À, mọi người khi nói tới nữ giới thì nói rằng là nữ giới dịu dàng, nữ giới phải là người biết nội trợ, đúng không ạ? Là người biết làm đẹp, là người yếu đuối dựa vào người nam giới. Trong khi đó nam giới phải luôn luôn rất là mạnh mẽ, phải là người trụ cột trong gia đình. Và đặc biệt ở đây nó là trụ cột về mặt kinh tế, đúng không ạ? Đó chính là cái điều mà chúng ta nói với nhau. Rồi nam giới luôn luôn rất là quyết đoán, rất là mạnh mẽ. Vậy thì nữ giới có thể mạnh mẽ không ạ? Nữ giới có quyết đoán không ạ? Nữ giới có là người thể làm trụ cột ở trong gia đình không ạ? Có, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều thấy như vậy. Và đồng thời cũng có những người nam giới mà chúng ta thấy rằng nhẹ nhàng, dịu dàng, rất biết quan tâm, rất biết chăm sóc. À, vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là rất nhiều điều mà giữa phụ nữ và nam giới của chúng ta hoàn toàn có thể làm được giống như nhau, đúng không ạ? Hay là chúng ta nói rằng là các anh rất là nhiều comment nói rằng là nữ giới thì là tóc phải tóc dài ạ, còn nam giới thì là tóc ngắn ạ. Vậy thì nếu cứ như là tóc ngắn thì sẽ không phải là phụ nữ à? Đó, đúng không ạ? Vâng, chúng ta thấy rằng cô Ngọc của chúng ta có một mái tóc ngắn cực kỳ là cá tính, đúng không ạ? Và rất là đẹp, rất là nữ tính. Và đó cũng là những điều mà chúng ta thấy rằng là à, đó chỉ là những cái đặc điểm. Đặc điểm này do đâu quy định ạ? Do cái việc chúng ta sinh ra đã có những đặc điểm là phụ nữ phải mạnh mẽ, phụ nữ phải dịu dàng, phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nam giới luôn luôn phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải là người trụ cột. Điều đó là do đâu có nên ạ? À, nếu nữ giới mà làm trụ cột thì vất vả quá. Vâng, do thành nó do cái quá trình từ tiềm thức, do quan niệm, do quan điểm. Dạ, đúng rồi ạ. Đó, thì tất cả những cái đặc điểm mà chúng ta quy định dành cho nam giới, cho nữ giới đó thì đó là những cái đặc điểm mà do xã hội chúng ta tạo nên, tức là do chính con người của chúng ta trong xã hội này tạo nên những cái đặc điểm đó. Và cái đặc điểm về mặt xã hội này đôi khi chúng ta thấy rằng nó có khác biệt giữa các cái môi trường khác nhau, đúng rồi ạ, do cái quá trình giáo dục, do cái quan niệm hay do xã hội của chúng ta tạo nên, và nó cũng khác nhau giữa các quốc gia, các cái vùng miền khác nhau. Ngay kể cả trong cái Việt Nam của chúng ta thì ở mỗi cái khu vực, mỗi cái vùng miền thì cũng có những cái đặc trưng, có những cái quy định rất là khác nhau giữa phụ nữ và nam giới. Vâng, như vậy thì ngày hôm nay đó là chúng ta quay trở lại với những cái việc nền tảng để tìm hiểu về định kiến, thì chúng ta tìm hiểu những cái kiến thức liên quan đến yếu tố đó là giới hay là giới tính, đúng không ạ? Vậy thì qua tất cả những cái phần trình bày của chúng ta vừa rồi thì chúng ta có thể chốt lại ở hai cái phần đặc điểm mà chúng ta nói tới với nhau. Đó là gì ạ? Đối với tất cả những cái đặc điểm về mặt sinh học
để phân biệt giữa nam giới và nữ giới. Sinh ra chúng ta đã có, dù là nam giới hay là nữ giới, tây ta, da trắng, da đen, da màu, vân vân, dù bất cứ thành phần dân tộc nào, thì chúng ta thấy là cái đặc điểm về mặt sinh học của chúng ta sinh ra với những cái đặc điểm về mặt giới tính đó là hoàn toàn giống nhau ở tất cả các vùng miền dân tộc. Bởi vì nói tới giới tính là chúng ta nói về cái đặc điểm về mặt sinh học để phân biệt giữa nam giới và nữ giới. Đó. Thế nhưng còn cái đặc điểm về mặt xã hội đó là gì ạ? Những cái quan niệm, những cái đặc trưng của xã hội quy định về cái đặc điểm, về vai trò, về tính cách của phụ nữ hay là nam giới ở trong xã hội của chúng ta, trong tất cả các cái mối quan hệ xã hội, thì đó là cái khái niệm thứ hai, đó là khái niệm về mặt giới. Như vậy, một con người của chúng ta sinh ra yếu tố giới tính và yếu tố giới. Yếu tố giới tính nó chỉ là nền tảng cho chúng ta thôi, nó là yếu tố mang tính chất là bẩm sinh, sinh ra đã có. Nhưng tất cả những cái đặc điểm tạo thành cái con người của chúng ta như thế nào thì đó lại do các cái vị trí hay là cái tạo nên cái vị thế, cái tiếng nói, cái quyền quyết định hay là những cái vai trò, cái trách nhiệm của chúng ta như thế nào ở trong xã hội thì lại là do chính cái xã hội của chúng ta tạo nên, do chính cái bối cảnh kinh tế xã hội của chúng ta tạo nên, đúng không ạ? Vâng, như vậy là qua cái phần hoạt động vừa rồi để giúp chúng ta có thể hiểu rất là rõ hai cái khái niệm mà thông thường đôi khi có thể chúng ta cũng rất là hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Và khi chúng ta nói về định kiến, chúng ta nói về các cái định kiến thì đây là định kiến về giới chứ không phải là định kiến về mặt giới tính, đúng không ạ? Đó là hai khái niệm rất là khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ, vậy thì qua cái việc phân tích hai cái khái niệm này thì chúng ta sẽ lại có một cái câu hỏi tiếp theo nữa dành cho các quý thầy cô, đó là theo các thầy cô thì có mấy loại giới tính ạ? Mấy loại giới tính? Ba loại. Vâng. Ba loại. Các thầy cô có thể nói đó là bốn loại. Vâng. Ba, bốn. Vâng, không biết là cụ thể thì sẽ là gì ạ? Nếu là ba thì sẽ là những loại giới tính nào? Và nếu là bốn thì những là loại giới tính nào? Ba là loại giới tính thứ ba. À, có hai loại, ba loại. À, có nam giới, nữ giới và lưỡng giới. À, có giới tính thứ nam, nữ và giới tính thứ ba. Vâng. Hai. Rồi có cả nam, nữ, rồi đồng tính nữa. Rồi không yêu ai. Vâng. Giới tính thứ ba. Sáu loại luôn. Vâng. Dạ, nam, nữ và đồng tính, lưỡng tính, rồi vô tính. Ồ, rất nhiều những khái niệm mới ạ. Dạ. À, vâng. Nam nữ đồng tính lưỡng tính ba. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô, có rất nhiều các câu hỏi, câu trả lời các thầy cô ở đây cũng đã có những câu hỏi chính xác, câu trả lời rất là chính xác. Rồi liên quan đến có người nói rằng là có cả dị tính, đồng tính, song tính, vô tính. Cốt lõi là hai giới. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nếu mà chúng ta nói về giới tính thì thông thường chúng ta sẽ thường chỉ biết tới hai cái giới tính gọi là phổ biến nhất của chúng ta thôi, đó là nam giới và nữ giới, đúng không ạ? Đó, chúng ta vừa phân tích về hai đặc điểm và tạo nam và nữ, nam giới, nữ giới tạo ra đàn ông và phụ nữ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ còn biết tới một cái giới tính khác, giới tính thứ ba. Tuy nhiên cái giới tính thứ ba này thì nó không phải là đồng tính, cũng không phải là lưỡng tính, không phải đồng tính, không phải vô tính, hay là chúng ta nói là dị tính, hay đó, bởi vì đó là những cái khái niệm khác nhau. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt. Ở đây khi mà nói tới giới tính, mọi người nhớ rằng nó chỉ là các đặc điểm về mặt sinh học thôi ạ. Được chưa? Chỉ là các đặc điểm về mặt sinh học. Còn nếu như nói tới những khái niệm khác như là người dị tính, song tính hay là vô tính thì nó lại nói tới một cái khái niệm khác, đó là liên quan đến xu hướng tính dục của con người. Và cái điều này thì sẽ là một cái chủ đề ở trong những buổi tiếp theo chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau, bởi vì nó rất rất là thú vị và có rất nhiều điều để chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau, bởi vì nó liên quan đến cái việc tôn trọng và sự đa dạng của chúng ta. Vậy thì cái yếu tố thứ ba, cái giới tính thứ ba thật sự mà chúng ta nói tới đó chính là những người liên giới tính, mà ở đây có một số các thầy cô nói rằng đó là lưỡng tính. Thì trước kia khi mà chúng ta nói về người liên giới tính, tức là những cái người mà có các cái đặc điểm, những cái yếu tố về mặt sinh học nó phát triển không điển hình. Đó, ví dụ lúc nãy chúng ta đã phân tích là một người nam giới hay một người nữ giới điển hình thì nó sẽ có những cái đặc điểm về mặt sinh học rất đặc trưng để có thể phân biệt.
đúng không ạ? Thế tuy nhiên khi mà một cái có những người khi mà sinh ra thì có những cái đặc điểm sinh học nó không điển hình ra được là nam giới hay là nữ giới. Ví dụ như là về mặt nhiễm sắc thể thì người ta đã thấy rằng là có rất nhiều người mà không phải chỉ có cái bộ nhiễm sắc thể là XX hay là XY mà thậm chí người ta thống kê ra có thể lên tới là 17 các cái bộ nhiễm sắc thể khác nhau. Ví dụ như nó có thể là XXY hoặc là XXYY hoặc là X ô, tức là không có cái gì đằng sau, vân vân. Vậy thì chỉ đó cũng là một cái bất thường trong yếu tố về nhiễm sắc thể, nó không tạo ra được những yếu tố đặc trưng điển hình, hay nó cũng có thể là do yếu tố về nội tiết tố, đúng không? Có những người chúng ta nói rằng à nam giới thì phải có cái lượng hormone đó là testosterone là nhiều là phổ biến là thì nó mới tạo ra những cái đặc điểm về mặt sinh lý riêng của người nam giới, hay nữ giới thì chúng ta sẽ có những cái đặc điểm mà do yếu tố hormone của nữ tạo nên. Thế tuy nhiên thì ở có những người mà cái lượng hormone này nó bị mất cân bằng, nó không đặc trưng ở người nữ và nam giới thì nó cũng sẽ tạo ra những cái đặc điểm phát triển nó không điển hình. Hoặc có những người là liên quan đến cái yếu tố về cơ quan sinh dục. Ví dụ như có một người đàn ông khi mà bình thường vẫn lấy vợ, vẫn sinh con rất là bình thường, một ngày tự nhiên thấy là bụng của mình bị đau và đi khám rồi đi kiểm tra sức khỏe thì khi đó là mới phát hiện ra là ở trong cái bụng của mình lại có một cái dạ con, tuy nhiên thì nó không có buồng trứng. Vậy thì tất cả những cái điều đó, đó là những cái bất thường về mặt sinh học. Thì người ta xếp tất cả những cái nhóm bất thường với sự không điển hình, những đặc điểm của nam giới và nữ giới này sang nhóm đó là những người liên giới tính. Và chúng ta tránh hiện nay thì sẽ không dùng cái từ đó là lưỡng tính nữa, bởi vì cái từ lưỡng tính thì nó sẽ cho thấy là cái người có một cái con người nào đó mà có nửa nọ nửa kia, tức là đầy đủ cả đặc điểm sinh học của cả nam giới và nữ giới trên một cơ thể. Thì hiện nay trên thế giới của chúng ta cho đến thời điểm này, chúng ta chưa thấy có một cái con người nào mà nó lại có cả tổng hòa cả yếu tố con người của một người nam giới, đặc điểm của cả nam giới và nữ giới ở trong cùng một cơ thể, thì nó chưa có những con người như vậy. Thế nên chúng ta tránh dùng cái từ là lưỡng tính. Và do vậy nó ở đây nó gọi là liên giới tính, đúng không ạ? Nó của nam giới và nữ giới. Đó, vậy thì đó, những cái người liên giới tính là những người mà chúng ta thấy là những cái trường hợp mà cái sự phát triển về mặt giới tính của họ không điển hình. Đó, như vậy chúng ta sẽ cùng thấy là đấy là liên quan đến đặc điểm riêng về mặt sinh học thôi. Và đặc điểm về mặt sinh học thì có thể thay đổi giữa nam giới và nữ giới không ạ? Có thể biến đổi giữa nam giới và nữ giới không ạ? Theo các thầy cô, theo mọi người ạ, mọi người có thể comment ạ. Không thể. Vâng, có thể. Có hai xu hướng là không thể và có thể. Không. Nếu mà có thể thì có thể thay đổi được đặc điểm gì ạ? Về mặt sinh học. Vâng, chị Ngọc, một số các anh chị hay là thay đổi về giới. Giới thì có thể thay đổi, giới tí chúng ta sẽ nói về giới. Bây giờ chúng ta đang nói mỗi về mặt giới tính thôi. À, không thể thay đổi về mặt sinh học. À, có thể thay đổi những điều về cái vẻ bên ngoài, cái hình thức bên ngoài. Dạ đúng rồi, rất chính xác. Đó là chúng ta có thể thay đổi những cái đặc điểm về bên ngoài, đúng không ạ? Thậm chí bây giờ chúng ta thấy rằng là với sự phát triển của y học, của y tế thì mọi người còn có thể tạo ra những cái sự thay đổi liên quan đến cơ thể, liên quan đến các đặc điểm về mặt thể hình, cái cơ thể, đúng không ạ? Để tóc này, hay là liên làm các cái phẫu thuật, thậm chí là bây giờ có thể phẫu thuật về mặt ngực này, hay là thậm chí là phẫu thuật cả cơ quan sinh dục nữa, hay là có thể là thay đổi cả hormone, tức là tiêm cái lượng hormone từ bên ngoài vào. Thế thì nhưng đấy là những cái đặc điểm có thể tạo ra, có thể thay đổi về mặt sinh học bây giờ, đúng không ạ? Bởi vì đó là những tiến bộ trong lĩnh vực y tế của chúng ta. Thế nhưng tuy nhiên có cái đặc điểm nào về mặt sinh học giữa nam giới và nữ giới không thể thay đổi ạ? Chưa thể thay đổi. Đó là nhiễm sắc thể, rất đúng ạ. Không thể thay đổi về mặt nhiễm sắc thể rồi. Gì nữa không ạ? Đúng rồi, nhiễm sắc thể đó là khi chúng ta sinh ra. À, khả năng sinh con rất là chính xác, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Đó là hiện nay thì đó là những chức năng về mặt sinh sản là không thể thay đổi giữa nam giới và nữ giới. Hay những cái đặc điểm liên quan đến nhiễm sắc thể là không thể thay đổi giữa nam giới và nữ giới. Vậy thì những cái đặc điểm khác thì hiện nay họ còn có thể thay đổi. Thì tuy nhiên thì cái đặc điểm về mặt sinh học ở đây không thể thay đổi. Đấy là ví dụ như nam giới dù có làm phẫu thuật để chuyển đổi sang một cái giới tính khác là nữ giới thì tuy nhiên thì lại không có khả năng để có thể mang thai, không có khả năng để có thể sinh con, đúng không ạ? Và một người nữ giới mà có chuyển sang có làm các cái phẫu thuật để sang một người nam thì cũng không thể thực hiện những việc đó là sản xuất ra tinh trùng cho cái tạo giúp cho cái quá trình thụ thai, đúng rồi ạ. Cảm ơn quý thầy cô, như vợ và các anh chị ạ. Như vậy thì đấy là những cái đặc điểm chúng ta nói à đấy là về mặt sinh học thì sẽ không thể thay đổi
đúng không ạ? Vì nó là những yếu tố mang tính là bẩm sinh, sinh ra chúng ta đã có rồi đó, và những cái đặc điểm về chức năng sinh sản là bất biến, không thể thay đổi. Thế còn giới thì có thể thay, đấy là những đặc điểm, như vậy là chúng ta nói về giới tính đúng không ạ? Thế còn giới chúng ta nói rồi đấy ạ, phụ nữ, nam giới có những cái đặc điểm quy định, đặc điểm nam giới và nữ giới về vai trò, về vị thế của họ trong xã hội, thì chúng ta thấy là các đặc điểm về giới thì có thể thay đổi không ạ? Có thể, đúng rồi ạ, có thể, chúng ta vừa nói với nhau đúng không ạ? Đó. Vậy thì phụ nữ hay là nam giới chúng ta thấy là do rất nhiều, do chính xã hội của chúng ta tạo nên, đúng không? Việc quy định là nam giới mạnh mẽ hay là nữ giới mạnh mẽ thì đấy là cái việc do xã hội quy định thôi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta nói rằng là một đứa trẻ khi mà được sinh ra lần đầu tiên ạ, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là bác sĩ hay tất cả mọi người đều cố gắng phải tét vào mông nó, nếu nó chưa khóc thì phải tét vào mông để cho trẻ khóc, đúng không ạ? Khóc để thể hiện cái sự chào đời, để chào đón đối với thế giới. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là khi một đứa trẻ trai và một đứa trẻ gái được nuôi nấng, được giáo dục thì lại rất là khác nhau. Một đứa trẻ gái khi mà con chẳng may là bị ngã, đúng không ạ? Thì mọi người cuối cùng chạy đến vỗ về, nâng niu, đúng không ạ? Và cưng nựng đối với đứa trẻ, đừng có khóc nữa, đúng không ạ? Đó. Thế tuy nhiên một đứa trẻ trai thì chúng ta sẽ nuôi dạy, chúng ta thường nói là gì ạ? Con mà trai mà bị ngã thì con sẽ là gì? Các bố mẹ sẽ thường nói là gì ạ? Tự đứng lên, đúng không ạ? Con là con trai mà tự đứng lên. Rồi con trai thì không được khóc nhè. Con trai mà khóc nhè yếu đuối lắm, đúng không ạ? Mạnh mẽ lên con, đúng rồi đấy ạ. Đó. Như vậy thì chỉ đơn giản là một đứa trẻ, một cái quyền của nó đó là được khóc. Thì khi mà trong quá trình chúng ta giáo dục từ trong gia đình cũng như là nhà trường, bắt đầu chúng ta đã tạo ra cái sự khác biệt. Bởi vì chúng ta định khuôn cho con rằng con trai thì phải mạnh mẽ và con gái thì được phép yếu đuối, đúng không ạ? Và do vậy thì con gái được khóc, được chia sẻ là cái chuyện rất là bình thường đó. Trong khi đó con trai thì là trẻ trai thì không được khóc, đúng không ạ? Cướp đi một cái quyền rất là cơ bản của con người của chúng ta, đó là được khóc. Và do vậy thì con trai luôn luôn phải là gì ạ? Người đàn ông luôn luôn đó là phải biết tự nín nhịn, tự kiểm soát cảm xúc và đưa cái cảm xúc vào bên trong, đẩy vào bên trong, đúng không ạ? Kiềm chế nó, không được thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì nếu như mình bộc lộ ra bên ngoài thì sẽ thường là thế là đàn ông mà như thế thì rất là yếu đuối, kém cỏi, như vậy thì không được. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta tạo ra những cái đặc điểm như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng vậy thì khi một cái người nam giới mà không, ai con người là có cảm xúc, đúng không ạ? Và chúng ta có những cảm xúc cần phải được bày tỏ, cần phải được giải bày, cần phải được chia sẻ ra ngoài, cần phải được giải tỏa. Nếu như phụ nữ đối với con cái thì đó là gì ạ? Được đi nói chuyện với nhau, được chia sẻ với nhau, được nói ra, được khóc để giải tỏa tất cả những cảm xúc đó. Thế nhưng nam giới thì lại không. Vậy thì làm cách nào ạ? Vậy thì nam giới mà không được bày tỏ bằng cảm xúc của mình, không được nói ra, không được thể hiện là mình yếu đuối, không được khóc thì thường nam giới thường làm cách thức nào ạ? Làm gì để giải tỏa những cái bức xúc trong lòng, những cái cảm xúc của mình bị đè nén, những cái sự ức chế của mình thì làm gì ạ? Hút thuốc. Rồi làm gì nữa ạ? Hút thuốc đúng không ạ? Uống rượu, chơi game, rồi nhậu nhẹt, đúng chưa ạ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là hai cái cách thức này đã dẫn tới những cái hệ quả rất là khác nhau, đúng không ạ? Nam giới thì không có thể chia sẻ được ra với nhau bằng cái việc là nói ra cái cảm xúc đó, bằng cách giải tỏa một cách tự nhiên đó. Và do vậy thì là ra bàn nhậu, đúng không ạ? Hút thuốc, hay là thậm chí là chơi game, rồi tham gia vào những cái tệ nạn xã hội, rồi thậm chí đôi khi đó là gì ạ? Sử dụng các loại chất kích thích chẳng hạn, đúng không ạ? Và do vậy thì đấy là gì dẫn tới cái việc nam giới phải sử dụng những cách thức rất là tiêu cực để giải quyết đi những cái cảm xúc của mình. Trong khi đó nữ giới lại có thể dùng những cách thức dễ dàng hơn, đó là được chia sẻ, được nói ra với người khác, được khóc để giải tỏa. Và như vậy thì hậu quả rất là tiêu cực, đúng không ạ? Vâng, người thậm chí là cặp bồ, vâng ạ, để giải tỏa cảm xúc. Dạ vâng, đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là do vậy thì chúng ta thấy là xã hội đang tạo ra những cái đặc điểm, những cái khuôn mẫu, những cái chuẩn mực rất là riêng dành cho người phụ nữ và người nam giới, dành cho trẻ em trai và trẻ em gái. Và nhiều khi chúng ta thấy cái khuôn mẫu, những cái chuẩn mực về giới này để tạo ra những cái sự phân biệt giữa phụ nữ và nam giới thì nó mang tính là như thế nào? Tích cực hay là tiêu cực của những cái đặc điểm mà chúng ta tạo bạn ra? Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.